đầu từ hôm nay 25 tháng 2, Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an tiến hành cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua việc cấp đổi cấp lại thẻ căn cứ công dân trên phạm vi toàn quốc. Tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an. Tài khoản này của mỗi công dân sẽ được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia. Người dân khi thực hiện các dịch vụ công, hệ thống sẽ tự động điền thông tin và các biểu mẫu đăng ký mà không cần phải khai báo, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm các thủ tục hành chính rườm rà. Công dân khi có tài khoản định danh có thể cung cấp chia sẻ thông tin của mình với bên thứ ba thông qua việc quét mã QR với độ bảo mật an toàn cao. Sử dụng tài khoản định danh điện tử, công dân có thể thay thế thẻ căn cước công dân vật lý và các loại giấy tờ tùy thân khác như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế, đồng thời cũng có thể thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện nước, đóng bảo hiểm, chuyển tiền. Đây là một trong những bước đi quan trọng để tiến tới việc chuyển đổi số toàn diện trên cả nước giai đoạn 2021-2030.